AFF Suzuki Cup 2018 hứa hẹn nhiều sự thay đổi vô cùng mới lạ ở khâu tổ chức. Gia tăng lượng khán giả tới sân là mục tiêu chính của những sự thay đổi này. AFF đã thừa nhận sự thờ ơ của khán giả đối với giải AFF Cup, đặc biệt là các trận đấu không có sự xuất hiện của các đội chủ nhà. Do đó, một thể thức mới đã được áp dụng, cụ thể như sau. 10 đội bóng được chia làm 2 bảng, mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt theo thể thức sân nhà, sân khách đan xen. Một buổi lễ bốc thăm sẽ được diễn ra để xác định bảng đấu và địa điểm thi đấu của các trận đấu này. Buổi lễ bốc thăm chia làm 5 nhóm hạt giống, dựa theo thành tích, Việt Nam và Thái Lan nằm ở nhóm 1, tiếp đến là Indonesia và Malaysia ở nhóm 2, Philippines và Myanmar nằm ở nhóm 3, Singapore và Campuchia nằm ở nhóm 4 và cuối cùng, Lào với đội thắng trận vòng loại sẽ nằm ở nhóm 5. Các đội nhóm 1 sẽ đá trận sân nhà khi gặp các đội thuộc nhóm 2 và nhóm 4. Còn khi gặp các đội thuộc nhóm 3 và nhóm 5 sẽ phải đá sân khách. Tương tự với các đội nhóm 2 sẽ đá trận sân nhà khi gặp nhóm 3 và nhóm 5, đá sân khách với đội nhóm 1 và nhóm 4. Các bảng đấu sẽ chọn ra hai đội nhất bảng để lọt vào vòng bán kết. Vào bán kết, các đội nhất bảng sẽ gặp các đội nhì bảng còn lại. Trận lượt đi sẽ diễn ra trên sân nhà của đội nhì bảng. Đội thắng trong cặp đấu nhất B nhì A sẽ đá sân nhà ở trận đấu đầu tiên. Theo kết quả bốc thăm AFF Cup ngày 2 tháng 5, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng A cùng Lào, Campuchia, Myanmar và Malaysia. Bảng B AFF Cup 2018 có sự góp mặt của Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philippines và đội thắng vòng loại. Vào đầu tháng 9, Đông Timor đã vượt qua Brunei ở vòng loại với tỷ số 3-2 để lọt vào bảng đấu này. Cơ cấu giải thưởng kể từ AFF Cup 2018 sẽ tăng tương đối so với mức hiện nay là 200.000 đô la cho đội vô địch, 75.000 đô la cho Á quân và hai đội giải ba mỗi đội nhận 50.000 đô la. Tại AFF Cup 2016, Thái Lan là đội vô địch sau khi vượt qua Indonesia ở trận chung kết. Việt Nam và Myanmar là hai đội bóng lọt vào vòng bán kết.